Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại kênh YouTube của Đặng Tùng Channel. Hôm nay Đặng Tùng lại quay và chia sẻ đến cho quý vị và các bạn đội cứu hộ chiếc công lông của ông chú may bị lật. Công tác cứu hộ như là mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Bạn cẩn thận khi làm các cái động tác như là buộc dây, may nó đứt mà nó đập vào mặt thì rất là nguy hiểm. Do công tác cứu hộ nó chưa đâu vào đâu cho nên mình sẽ phải dừng kết thúc video ở đây để mình ra mình thiết kế làm sao để cho cái công lông nó lên, chứ để như này thì nó mất việc quá. Xin kết thúc video ở đây, không quay được cái lúc mà công lông nó đập lên được các bạn không cả. Bây giờ cả